Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với HHTQ Thắng Channel. Hôm nay mình sẽ review Thôn Phệ Tinh Không tập 145. Ở cuối tập trước, sau khi trong khoảng không vũ trụ mênh mông vô biên, ba bóng người cứ đứng như vậy ở trong không gian. La Phong, ngươi thật sự muốn giết hắn? Giọng của ba tháp vang lên, hắn tuyệt đối có tố chất trở thành siêu cấp cường giả. Hắn có quốc khí thì ta bội phục, nhưng ta còn chưa trêu chọc gì hắn mà hắn tới giết ta. Vốn là ta nên giết chết hắn, La Phong vẻ lạnh lùng. Ta đánh giá cao hắn, đã cho hắn cơ hội thần phục. Mà nếu hắn không tự mình xem xét, cùng lắm thì đem hắn giết đi. Tố chất siêu cấp cường giả, đừng nói có tố chất. Đến như siêu cấp cường giả dạng giới chủ, bất hủ, trong vũ trụ mênh mông còn có rất nhiều. La Phong nhìn Bách Tạp La, chờ đợi Bách Tạp La có câu trả lời thuyết phục. Bách Tạp La đứng yên, cau mày. Một khi ngươi cự tuyệt, đó chính là tử vong. Ngươi chết, tất cả là vô nghĩa. Thứ ngươi theo đuổi, giấc mộng cường giả của ngươi, tất cả đều không còn. Lời của La Phong vang lên trong đầu Bách Tạp La, làm cho Bách Tạp La không tự chủ được mà nhớ lại những năm tháng phấn đấu. Đó là địa tinh đẹp tuyệt trần, quê hương của hắn. Đó là dòng sông rộng mênh mông với dòng nước chảy xiết, con sông đã hiện lên trong giấc mộng của hắn không biết bao nhiêu lần. Chào ông, cháu đi. Ngày cháu trở về chính là ngày tên tuổi của cháu được ghi vào thánh điện. Cháu sẽ làm cho môn phái Thiết Thạch Sơn chúng ta được tự hào vì cháu. Vào cái đêm u ám đó, chàng trai trẻ Bách Tạp La từ biệt ông mình rồi cất bước lên đường. Rời khỏi quê hương, dấn thân vào vũ trụ. Trải qua quá trình lang thang từ hành tinh này sang hành tinh khác, thực lực của hắn không ngừng tăng lên. Rồi hắn đã thấy Nặc Lam Sơn tại cự phủ đấu vũ trường. Đoạn video cuộc chiến đấu đã làm hắn hâm mộ mà gia nhập dưới trướng Nặc Lam Sơn. Nặc Lam Sơn tuyệt đối là trường phái thực chiến, ngay từ đầu thì môn hạ đệ tử của lão đều phải sinh tử chiến đấu. Bách Tạp La dốc sức vô cùng khắc khổ rồi nhanh chóng trở thành người ưu tú nhất trong hàng ngũ đệ tử đông đảo. Đột phá đến cấp vũ trụ, có được lĩnh vực, tự nghĩ ra đao pháp, một mạch tăng lên, thậm chí về sau sư phụ Nặc Lam Sơn cũng không cách nào chỉ bảo cho hắn nữa. Kinh nghiệm chiến đấu, kỳ xảo của hắn đã không thua sư phụ hắn chút nào. Trong gia tộc Nặc Lam Sơn, địa vị hắn gần bằng với Nặc Lam Sơn. Hắn lại chưa bao giờ nghĩ đến hưởng thụ, hắn luôn luôn mặc áo bào đen. Cả thể xác và tinh thần hắn dồn vào nghiên cứu đao pháp, nghiên cứu lĩnh vực. Thánh điện. Thánh điện tộc đao phong của ta, Bách Tạp La thầm gào thét trong lòng. Ta, Bách Tạp La, nhất định phải được ghi danh vào thánh điện tộc đao phong chúng ta. Ta muốn cho môn phái Thiết Thạch Sơn tự hào vì ta. Ta sẽ trở thành huyền thoại của tộc đao phong, của môn phái Thiết Thạch Sơn. Thánh điện tộc đao phong. Với tất cả nam nhân của tộc đao phong thì điều đáng mơ ước nhất chính là được ghi tên vĩnh cửu ở thánh điện, đó là niềm kiêu hãnh lớn nhất của bọn họ. Tuy nhiên muốn khắc ghi tên mình tại thánh điện thì vô cùng gian nan. Cùng với sự xuất hiện các cường giả của tộc đao phong, yêu cầu ghi tên vào thánh điện cũng càng ngày càng cao. Dân bản xứ hành tinh thời xưa thì cấp vũ trụ đã có thể ghi tên ở thánh điện. Sau khi tộc đao phong gia nhập vào vũ trụ thì tiêu chuẩn nâng lên rất nhanh, phải là vực chủ mới có tư cách khắc tên ở thánh điện. Còn đến mấy chục ức năm trước thì đã nâng thành phải là giới chủ mới có tư cách ghi tên ở thánh điện. Cả tộc đao phong cũng phải cực kỳ lâu mới có một người được ghi tên. Đây là thời điểm vinh quang nhất của một nam nhân tộc đao phong. Khắc tên ở thánh điện, trở thành huyền thoại của tộc đao phong. Ghi tên ở thánh điện, trở thành truyền thuyết. Bách Tạp La ngẩng đầu, nhìn thanh niên trước mắt trong chiến bào màu đỏ thẫm. Suy nghĩ kỹ chưa? La Phong nhìn Bách Tạp La, ánh mắt lạnh lạnh, thần phục hay là tử vong? Bách Tạp La quỳ một gối, đầu gối quỳ ở trong không trung mà cúi đầu nói, Bách Tạp La, tộc đao phong ra mắt đại nhân. Đại nhân? La Phong nhướng mày một cái. Chờ khi thực lực của đại nhân vượt qua ta, ta sẽ cam tâm tình nguyện gọi đại nhân là chủ nhân. Bách Tạp La cung kính nói, còn hiện tại ta nguyện làm một binh lính, một bảo vệ dưới trướng đại nhân. Binh lính, bảo vệ? La Phong khoan dung đầy hứng thú liếc nhìn Bách Tạp La, ngươi hiện tại đã có thể gọi ta là chủ nhân rồi. Bách Tạp La lại hơi cúi đầu. La Phong cười to trong vũ trụ. La Phong biến mất, đồng thời một con quái thú khổng lồ như một dãy núi liên miên chập trùng xuất hiện ở trong khoảng không vũ trụ trong. Mỗi vảy của nó so với bàn ăn bình thường còn lớn hơn, lớp vảy ở các gờ thì sắc bén như đao. Cả con quái thú có chiều dài thân hình đạt tới mức kinh người hơn 6 km. Bốn chân của nó mỗi cái dài chừng 2-3 km, phảng phất như cột chống trời trong truyền thuyết. Còn cái đuôi dài thực của nó thì đang ve vẩy trong khoảng không vũ trụ. Một cái đầu khổng lồ thật giống một hòn núi nhỏ. Còn đôi mắt màu vàng lợt nhìn xuống cái chấm còn con là Bách Tạp La. Kim, kim, một Bách Tạp La chừng to mắt con kim giác cự thú. Đúng, là ta. Âm thanh khoáng đạt được nguyên lực hùng mạnh định hướng như đục thủng không trung mà hệt cơn sóng lan đến rồi dội vào tai Bách Tạp La. Kim giác cự thú biến mất, La Phong xuất hiện, như cười mà không phải cười đứng nhìn Bách Tạp La. La Phong biến mất, kim giác cự thú vô cùng khổng lồ xuất hiện ở trong khoảng không vũ trụ. Ngươi hiểu chưa? Âm thanh của kim giác cự thú như sấm sét,
hai tròng mắt bắn ra hai luồng sáng lớn soi lên Bách Tạp La. Theo lý thuyết thì trong chân không là không có cách nào truyền được âm thanh đi, nhưng nguyên lực vô cùng cường đại kia chính là chất môi giới lan truyền. Nhờ vào kim giác cự thú phát tán mạnh mẽ nguyên lực nên âm thanh vẫn vang lên ở khoảng không vũ trụ chung quanh. Ngươi, hình như ngươi Bách Tạp La kinh ngạc vô cùng té ra La Phong là kim giác cự thú. Chuẩn xác mà nói thì kim giác cự thú là La Phong. Kim giác cự thú biến mất, La Phong lại đứng ở trong khoảng không vũ trụ mà nhìn Bách Tạp La. Lúc trước La Phong đã ra mệnh lệnh cho thu phạm hủy diệt trí năng quang não của Bách Tạp La chính là vì lần hiện thân này. Bí mật của kim giác cự thú vô cùng trọng yếu cho nên không thể khinh thường. Hắn để cho kim giác cự thú hiện thân chính là để thi triển nô dịch hồn ấn. Không ngờ là như vậy. Điều này, Bách Tạp La kinh ngạc vô cùng, lập tức nhìn La Phong, sau này ngươi sẽ mạnh hơn ta thừa nhận. Nhưng mà bây giờ thì kim giác cự thú kia hẳn là so với ta vẫn còn yếu hơn. Vẫn còn yếu hơn ngươi. La Phong cười. Bách Tạp La, ngay cả ta cũng không phải đối thủ của chủ nhân, chỉ có phần bị hành hạ. Thu Phạm đứng bên cạnh cười khành khạch, hai tay xua xua mà dùng niệm lực truyền âm. Cái gì? Bách Tạp La liền lắc đầu, không có khả năng. Ngươi thử xem sẽ biết. La Phong cười nhạt một tiếng. La Phong biến mất, trong khoảng không vũ trụ kim giác cự thú xuất hiện lần thứ hai. Hiện giờ kim giác cự thú đích thực đã đạt tới cấp vũ trụ bậc 6. Vào tháng 12 năm kia, kim giác cự thú đã đột phá đến cấp vũ trụ. Mà hiện tại là cuối tháng 10, tức là đã qua 20 tháng. Trong vòng 20 tháng này, nhờ có được khoản tiền lớn cho nên La Phong đương nhiên mua được những kim loại vô cùng đắt tiền, những tổ hợp sử dụng tốt nhất cho thế giới nội thể hấp thu để trưởng thành. Có điều ở cấp vũ trụ thì tổ hợp kim loại tốt nhất cũng chỉ nâng cao hiệu suất tiến hóa lên được 56 lần. 56 lần. 20 tháng, vậy tương đương với tiến hóa bình thường trong 93 năm. Kim giác cự thú sau khi đạt cấp hàng tinh, tăng từ bậc 1 đến bậc 3 đòi hỏi 1 năm rưỡi. Bậc 4 đến bậc 6, mỗi lần đột phá cần 2 năm, tổng cộng là 6 năm. Bậc 7 đến bậc 9, mỗi lần đột phá cần 12 năm, tổng cộng là 36 năm. Mà từ bậc 9 đột phá đến cấp vũ trụ thì cần đến 50 năm, tính ra cả cấp hàng tinh thì các giai đoạn đại khái liên tục gần 100 năm. Còn các giai đoạn của cấp vũ trụ thì kéo dài liên tục gần 1000 năm. Bậc 1 đến bậc 3, muốn bậc cần 15 năm. Bậc 4 đến bậc 6, mỗi lần đột phá cần 20 năm, tổng cộng cần 60 năm. Bậc 7 đến bậc 9, mỗi lần đột phá cần 120 năm, tổng cộng là 360 năm. Mà cuối cùng từ cấp vũ trụ bậc 9 đột phá đến vực chủ cần hơn 500 năm. Đây là tốc độ tiến hóa thông thường. Mà La Phong nhờ vào tổ hợp tốt nhất tương đương với tiến hóa bình thường trong 93 năm làm cho hiện nay kim giác cự thú đã trưởng thành đến giai đoạn cấp vũ trụ bậc 6. Coi như kim giác cự thú với tư chất tự nhiên vô cùng nghịch thiên mà nhập vào cấp hàng tinh bậc 7 thì có thể một mình giết chết võ giả loài người có năng lực cấp hàng tinh bậc 9. Trong khoảng không vũ trụ, kim giác cự thú giống như một dãy núi màu đen. Nó mãnh liệt vung móng vuốt lên, mỗi móng vuốt ở bàn chân đều sắc bén phảng phất như một thanh chiến đao to lớn bổ thẳng về phía Bách Tạp La. Bách Tạp La gầm nhẹ một tiếng, dòng khí màu xanh chung quanh người dao động. Do nguyên lực của hắn rót vào nên hai thanh chiến đao đều hóa thành hai con sóng từ đao khí màu trắng dài chừng mấy chục thước miễn cưỡng chống trả cú đạp của kim giác cự thú. Sóng khí nổ và đập mạnh đã hóa thành sóng xung kích ghê người lan ra bốn phương tám hướng làm cho thi thể Đức Ôn ở phía xa bị bắn tung lên. Rất nhiều mảnh xác phi thuyền vũ trụ đều bị văng toán loạn. Ngươi cũng không tệ. Giọng của kim giác cự thú vang dội tựa như thần linh. Ba cái sừng nhọn của kim giác cự thú phát ra ánh sáng chói mắt. Lập tức luồng sáng màu vàng nhanh chóng dọc theo những hoa văn bí mật kỳ dị màu vàng bắt đầu chảy tới toàn thân kim giác cự thú. Những cái vảy của nó ở cánh, móng vuốt, sừng nhọn, cái đuôi đều phát sinh biến hóa rất nhỏ. Ngay cả lớp vảy dường như đều dày đặc thêm một chút, đao phong từ móng vuốt càng thêm sắc bén. Cả ba đặc tính bẩm sinh đều được thúc đẩy mạnh mẽ. Thực lực của kim giác cự thú trong nháy mắt tăng vọt. Chỉ thấy móng vuốt như bốn cột chống trời lần lượt đạp xuống. Trong trạng thái tăng công lực, những lực vô cùng mạnh mẽ đánh vào làm cho Bách Tạp La căn bản không cách nào chính diện ngăn cản. Kim giác cự thú hưng phấn mà phát ra một tiếng gầm nhẹ. Khắp toàn thân kim giác cự thú xuất hiện dao động kỳ dị, điều vô cùng quỷ dị chính là toàn thân nó đang nhanh chóng thu nhỏ lại. Mỗi một cái vảy trên thân đều thu nhỏ lại. Trong khi thu nhỏ lại thì đồng thời lớp vảy về bản chất có vẻ xảy ra biến hóa kỳ dị. Xương cốt nó đã nhanh chóng thu nhỏ lại. Xương sống vốn dài chừng hơn 5-6 km co ngắn lại chỉ còn dài độ 2-3 km. Mật độ gia tăng mạnh mẽ làm cho xương cột sống xảy ra biến hóa kỳ dị. Ba cái sừng nhọn trên đầu đã thu nhỏ lại, mật độ lớn hơn nữa. Tất nhiên, cả kim giác cự thú từ lúc toàn thân dài hơn 6 km nay thu lại chỉ còn có hơn 3 km. Bước đầu của bản tôn thiên địa tầng thứ nhất. Tầng thứ nhất hoàn nếu mà luyện thành thì chiều dài toàn thân còn thu nhỏ lại 3 lần, thực lực cũng sẽ tăng gấp 3. Còn hiện tại kim giác cự thú nhờ vào La Phong bỏ ra những khoản tiền lớn, mua những nguyên liệu đắt tiền nên hiện giờ đã có thể thu nhỏ lại còn một nửa. Thực lực tăng cao gấp đôi. Cường hóa tăng cao gấp đôi. Bản tôn thiên địa lại tăng gấp đôi nữa. Móng vuốt đạp xuống.
Bách Tạp La liền thổ huyết bắn đi. Nhanh như chớp, cái đuôi vung lên đập tới, tốc độ nhanh đến nỗi Bách Tạp La căn bản không còn kịp né tránh liền bị đánh bật đôi song đao, cánh tay thì rách toạc máu tươi văng khắp nơi. May mắn là kim giác cự thú khống chế được nên không công kích các chỗ hiểm. Nếu không có thể dễ dàng giết chết Bách Tạp La. Kim giác cự thú biến mất, La Phong xuất hiện ở trong khoảng không vũ trụ. Thu phạm La Phong nhìn về phía Bách Tạp La đang trôi nổi trong không gian, hắn đang bị trọng thương đến không thể phản kháng đem Bách Tạp La đi, đưa hắn đến khoang thuốc dinh dưỡng chữa trị. Vâng, trên gương mặt chất phác của Thu Phạm lộ ra một nụ cười kỳ dị. Lão đã bị chủ nhân bắt làm đối thủ luận bàn nên bị hành hạ quá nhiều lần. Hiện tại, cuối cùng cũng có người làm đồng bạn chịu hộ hành hạ từ trước đến giờ. Sức mạnh bẩm sinh lại thêm bản tôn thiên địa mà đồng thời thi triển. Thu Phạm và Bách Tạp La đến một điểm phản kháng cũng không có. La Phong lắc đầu cười một tiếng. Hơn nữa ta còn chưa có thi triển công kích ẩn chứa quy luật bản nguyên dạng kim. Ăn ngủ, ngủ ăn. Tự nhiên kim giác cự thú trưởng thành được xưng là vô địch trong đám cùng bậc. Nhìn khắp vũ trụ mênh mông cũng rất khó tìm nổi một võ giả có thể tương đương. Còn kim giác cự thú của La Phong lại dốc sức bỏ ra vô số tiền của để luyện bản tôn thiên địa, lại ra sức để hiểu được bản nguyên vũ trụ. Không khắc khổ thì chớ, một khi chịu khó luyện tập thích hợp. Có muốn thắng kim giác cự thú cũng rất khó khăn, rất khó nha. Trong phi thuyền vũ trụ, chủ nhân Bách Tạp La bị ném vào khoang thuốc dinh dưỡng thực sự tâm phục khẩu phục thốt ra. Tốt lắm, mau trị liệu vết thương, La Phong tùy ý nói. Chờ sau khi trị liệu xong thì mình còn muốn thi triển nô dịch hồn ấn nữa. Đức Ôn và Bách Tạp La, làm sao mà lâu như vậy cũng không có một chút hồi âm. Trên vũ trụ giả định, hòn đảo Hắc Long Sơn. Trong phòng khách ở một điền trang hào hoa xa xỉ, Nặc Lam Sơn chỉ mặc vẻn vẹn mỗi áo khoác dài cao mày. Hai mắt luôn đỏ đồng đọc nhìn chăm chú màn hình trước mặt màn hình đến tóe lửa liên lạc với hai người bọn họ lần nữa cho ta. Vâng, chủ nhân trợ thủ giả định ta bằng nắm tay đang đứng trên vai Nặc Lam Sơn trả lời dứt khoát. Không đúng. Ta liên lạc với bọn họ không dám không trả lời ta lâu như vậy trong mắt Nặc Lam Sơn có vẻ hoảng sợ chẳng lẽ. Không có khả năng, với thực lực của Bách Tạp La, tuyệt đối sẽ không xảy ra bất cứ vấn đề gì với hai người bọn họ. Nặc Lam Sơn liền lắc đầu tuyệt đối sẽ không. Nặc Lam Sơn cứ chờ suốt tin tức của Đức Ôn và Bách Tạp ở trong vũ trụ ảo đã mơ hồ nhận thấy được có chuyện xảy ra. Nhưng đối với đệ tử ưu tú nhất Bách Tạp La thì lão thật sự rất tự tin rằng đối phó địa cầu chỉ là chuyện đơn giản, tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. 5 phút đồng hồ, 10 phút, nửa giờ, 1 giờ, 2 giờ. Vẻ mặt Nặc Lam Sơn càng ngày càng khó coi, nếu như lúc mới đầu vẫn còn ôm hy vọng, thì sau hơn 2 giờ mà hai đệ tử cũng không trả lời đã hoàn toàn nói rõ vấn đề. Từ sâu trong cổ họng Nặc Lam Sơn phát ra một tiếng gầm phẫn nộ. Lão vung tay mạnh hất tung lên đám ly rượu chai lọ trên bàn trước mặt, những thứ này bay loạn tứ phía hoặc là nện ở trên tường, hoặc là va vào mấy bức tranh trang trí, hoặc là đập lên trên ghế, liên tục vang lên những tiếng loảng xoảng. La Phong, Nặc Lam Sơn hai mắt u ám, nghiến răng nghiến lợi, từ kẽ răng thốt ra hai chữ này. Chán nản, ngươi cũng cứng đầu cứng cổ đây, không ngờ lại có thể gọi tới cấp vũ trụ bậc 9, thậm chí cấp vực chủ để giúp đỡ. Hai tay nắm chặt, các ngón tay như bấm thủng lòng bàn tay, hai mắt Nặc Lam Sơn tối sầm. Lần này thất bại thảm hại. Thứ nhất là mất đi hai trợ thủ trọng yếu dưới trướng Đức Ôn và Bách Tạp La. Thứ hai là lão hiểu rõ, nếu đối phương có thể dễ dàng giải quyết Bách Tạp La thì như vậy Nặc Lam Sơn hắn căn bản không có hy vọng chiếm được kho báu trên địa cầu. Có thể giải quyết Bách Tạp La, cao thủ của đối phương tối thiểu là cấp vũ trụ bậc 9, mà cấp vũ trụ bậc 9 lại hoàn toàn có thể lấy đi chiếc phi thuyền tộc cơ giới kia. Nặc Lam Sơn càng thêm tức giận, ta coi như hao phí gần 3 năm thời gian để đến địa cầu, chỉ sợ cũng chỉ là một chuyến đi mất công. Huống chi trên địa cầu lại còn có thủ đoạn thế kia. Thái Dương Hệ, bề mặt sao hỏa. Trong khi Nặc Lam Sơn căm hận nghiến răng nghiến lợi vì Bách Tạp La bị chết thì đừng cố gắng chống lại, âm thanh khoáng đạt vang lên ầm ầm rồi vọng lại ở trên sa mạc. Thân thể khổng lồ của kim giác cự thú trải dài trên sa mạc, cái đầu như một ngọn núi cao trong không trung cúi xuống quan sát cái chấm nhỏ nhoi trước mắt là Bách Tạp La. Bách Tạp La cung kính đứng ở đó. Kim giác cự thú bắt đầu thi triển hồn ấn bí pháp của môn phái Vẫn Mặc Tinh. Từ từ, một giọt tựa như giọt chất lỏng trong suốt từ trong mắt trái của kim giác cự thú tách ra bắt đầu nhanh chóng rơi xuống phía dưới. Giọt nước trong suốt này nếu nhìn kỹ thì có thể phát hiện trong giọt nước có một cái ấn ký phức tạp, nó đang trôi nổi đến huyền ảo ở trong giọt nước. Giọt nước chạm vào mi tâm của Bách Tạp La, lập tức dung nhập vào trong đó, tiến vào sâu trong thức hải của Bách Tạp La. Trong thức hải, đây là một hệ tinh vân siêu nhỏ với vô số vì sao, đó là linh hồn của Bách Tạp La thực chất hóa mà thành. Hệ tinh vân siêu nhỏ này đang không ngừng tự xoay tròn, mà hệ tinh vân đó xoay theo đủ bốn phương tám hướng. Một giọt nước đột ngột xuất hiện rồi sau đó rơi thẳng vào trong hệ tinh vân này, lập tức một quầng sáng trong suốt nhanh chóng lan ra, bắt đầu thẩm thấu như sinh ra đã thuộc về nó. Rằng co đại khái khoảng nửa giờ thì Bách Tạp La đứng ở trên sa mạc mở mắt ra. Hắn nhìn về phía kim giác cự thú khổng lồ,
trong mắt có một vẻ tôn sùng phát ra từ linh hồn. Chủ nhân Bách Tạp La khom người nói. Đôi mắt màu vàng lợt của kim giác cự thú cũng có một chút mờ đi, việc thi triển nô dịch hồn ấn quả thật giống như cắt một phần nhỏ của linh hồn nên gây ra thương tổn rất lớn. Kim giác cự thú biến mất, La Phong xuất hiện. Nô dịch hồn ấn, đích xác thần kỳ. La Phong nhìn võ giả Bách Tạp La tộc Đao Phong trước mắt. Rõ ràng hắn cảm giác được trong linh hồn đối phương đối với mình có sự cung kính sùng bái hệt như đối với vua. Sư phụ có thể sáng tạo việc nâng cao và vận dụng nô dịch hồn ấn quả thật rất giỏi. Thu Phạm, Bách Tạp La, đi thôi, trở về địa cầu. La Phong nói. Vâng, chủ nhân. Thu Phạm, Bách Tạp La đồng thời cung kính nói. Phi thuyền vũ trụ hình đĩa bay màu đen đang từ sao hỏa bay về địa cầu. Trong phòng điều khiển phi thuyền vũ trụ, La Phong đang cùng hai đại nô lệ dưới trướng nói chuyện với nhau. Chủ nhân, tất cả trí năng quang não của mảnh xác phi thuyền đã được thu hồi. Bách Tạp La cung kính nói, tuyệt đối sẽ không tiết lộ cảnh biến hình thành kim giác cự thú. Ừ, được, La Phong gật đầu. Cẩn thận thì sống được vạn năm, bí mật của kim giác cự thú đích thật là không thể để lộ. Bách Tạp La, Nạc Lam Sơn có còn lá bài gì chưa lật, liệu hắn có biết tin tức gì không? La Phong hỏi. Con bài chưa lật. Bách Tạp La khẽ lắc đầu, Nạc Lam Sơn tuyệt không con bài nào chưa lật. Là một gia tộc được xem như gốc rễ nông cạn, nếu không có chính Nạc Lam Sơn bản thân chấn giữ thì gia tộc Nạc Lam Sơn căn bản không có thanh thế lớn như vậy. Lần này hắn điều động ta cùng Đức Ôn đến, thứ nhất là muốn đoạt lấy phi thuyền tộc cơ giới, thứ hai là muốn thuận tiện giết chết chủ nhân. Tên hỗn đản này lại muốn giết chủ nhân, đáng chết. Trong giọng của Bách Tạp La tràn ngập sát ý đối với Nạc Lam Sơn. Linh hồn nô lệ là sự tôn sùng chủ nhân từ sâu trong linh hồn. Chủ nhân chính là điều quan trọng nhất với sinh mạng bọn họ. Cho nên Nạc Lam Sơn muốn giết La Phong, thì hiện tại Bách Tạp La đương nhiên có nỗi căm giận phát ra từ đáy lòng. Nạc Lam Sơn chỉ là kẻ tiểu nhân dối trên lừa dưới, La Phong cười nói. Được, ngươi mới vừa rồi nói phi thuyền tộc cơ giới. La Phong sáng mắt lên, hai năm vừa rồi mình hầu như hoàn toàn đắm chìm tìm hiểu được các trạng thái của quy luật bản nguyên vũ trụ. Kỳ thật lĩnh ngộ được bản nguyên vũ trụ cũng không hề khổ cực, ngược lại còn có một cảm giác như khi còn bé được mẹ ôm vào lòng, linh hồn đều cảm thấy thoải mái. Hai năm đắm chìm vào khổ tu làm cho La Phong quên hẳn. Là trên địa cầu ở khu vực Bermuda còn có một chiếc phi thuyền vũ trụ tộc cơ giới. Đúng vậy, Nạc Lam Sơn đối với phi thuyền tộc cơ giới một mực không quên. Chiếc phi thuyền tộc cơ giới kia so với tài sản của cả gia tộc thì lớn hơn rất nhiều, Bách Tạp La cung kính nói. Ha ha, La Phong cười. Ba ba tháp La Phong hô phi thuyền tạm thời không về nhà vội. Sau khi đến địa cầu chúng ta đi Bermuda để lấy chiếc phi thuyền tộc cơ giới kia. Rõ, tiểu ác ma hưng phấn hô. Phi thuyền vũ trụ thâm nhập vào tầng khí quyển địa cầu rồi bay thẳng về phía vùng biển Bermuda. Sau đó phi thuyền vũ trụ biến mất trong không trung. Cả ba người La Phong hóa thành ba đạo lưu quang lặn sâu xuống vùng biển đó. Trong vùng nước biển lạnh lẽo loáng thoáng có một hình bóng màu trắng thật lớn. Hả? La Phong lướt tới gần. Kim tự tháp vô cùng to lớn màu trắng đang lơ lửng ở trong nước biển. Độ cao của kim tự tháp đạt tới kích thước kinh người 1.200 thước, so với bất cứ một tòa nhà cao chọc trời trên địa cầu đều phải cao hơn nhiều. Chiếc kim tự tháp màu trắng kia trôi nổi ở đó làm cho từ trường xung quanh đều hoàn toàn lệch đi, La Phong rõ ràng cảm giác được điều đó. Phi thuyền vũ trụ tộc cơ giới, hai mắt Thu Phạm sáng lên. Ta là lần đầu tiên nhìn thấy phi thuyền vũ trụ tộc cơ giới trong thực tế, Bách Tạp La cũng thán phục nói, kỹ thuật tộc cơ giới thật sự rất phát triển. Từ bề ngoài căn bản không cách nào xác định chiếc phi thuyền này rốt cuộc là cấp bậc gì. Khoa học kỹ thuật của loài người trong vũ trụ so sánh với tộc cơ giới đích thực khác nhau rất xa. Phi thuyền vũ trụ do con người làm thì có thể rõ ràng phân định ra cấp bậc, thậm chí còn có thể xác định nhanh là được làm từ hợp kim gì. Nhưng hợp kim của tộc cơ giới thì loài người căn bản không cách nào từ bên ngoài mà biết chính xác cấp bậc lẫn nguyên liệu. Có điều, dựa theo Nạc Lam Sơn nói với ta thì chiếc phi thuyền tộc cơ giới này ít nhất là cấp D. Bách Tạp La chỉ về phía dưới của kim tự tháp to lớn xa xa. Chỗ có hành lang hình tam giác được mở ra, hành lang phòng ngự kia đã đạt tới cấp C. Như vậy phi thuyền vũ trụ thấp nhất cũng là cấp D, cho nên giá cả của nó vô cùng đắt, rất nhiều vực chủ đều không mua nổi. Thu Phạm giật mình nhìn về phía Bách Tạp La, đắt như vậy. Ngươi không nhìn xem thể tích của nó, đây vẫn còn là cấp D, nếu như là cấp E thì rất dọa người. Tuyệt đối có thể so với kho báu giới trong giới trước đây làm loạn cả Tinh Vân Hắc Long Sơn đến long trời lỡ đất. Bách Tạp La lắc đầu nói, có điều xác suất là cấp E quá thấp. Còn kinh ngạc hơn nữa, nó là cấp E, La Phong nói. Chủ nhân, Thu Phạm, Bách Tạp La đều kinh ngạc nhìn về phía La Phong. Thu Phạm nhịn không được hỏi, chủ nhân, chiếc phi thuyền tộc cơ giới này từ bề ngoài căn bản không cách nào xác định được cấp bậc. Nó là cấp E, ta rất xác định. La Phong nhìn kim tự tháp to lớn trước mặt, lập tức nhìn về phía hai người Thu Phạm, hai người các ngươi mặc chiến y cấp bậc gì? Chủ nhân, bên trong ta mặc chiến y nguyên lực bậc 3, bên ngoài là chiến y hợp kim cấp D3, Thu Phạm cung kính nói. Ta bên trong mặc chiến y nguyên lực bậc 3, bên ngoài là chiến y hợp kim D5, Bách Tạp La cung kính đáp. La Phong khẽ gật đầu. Chiến y nguyên lực cũng tương tự với hắc thần sáo trang loại, có thể tùy ý phân bố khắp toàn thân.
Có điều trình độ phòng ngự của chiến y nguyên lực có liên quan đến cấp bậc của nguyên lực. Nguyên lực càng mạnh thì phòng ngự của chiến y nguyên lực càng mạnh. Chiến y nguyên lực này có giá cả vô cùng cao, so với mấy thứ binh khí niệm lực linh tinh thì tương đương. Hợp kim chiến y, bề ngoài chỉ là hợp kim nên có hàm lượng kỹ thuật rất thấp, cũng giống như gò tán cả bộ áo giáo mũ trụ lại với nhau. Cho nên giá cả thì rẻ, còn nhiều thiếu sót. Hợp kim chiến y có rất nhiều lỗ hổng nên không có khả năng 100% bảo vệ toàn thân. Bách Tạp La, ngươi vào phi thuyền tộc cơ giới đi. La Phong hạ lệnh, đây là chí năng tâm phiến. Sau khi vào phòng điều khiển thì ngươi cắm chí năng tâm phiến vào trong chỗ thích hợp. Vâng, chủ nhân. Bách Tạp La cung kính nhận tâm phiến từ tay La Phong, rồi sau đó quay đầu bay về phía hành lang kia. Trong hành lang vào của chiếc phi thuyền tộc cơ giới kia lập tức bắn ra hồ quang ba màu, nhưng tốc độ Bách Tạp La dường như không giảm, cứ thế vọt vào trong đó. Phi thuyền tộc cơ giới. La Phong nhìn chiếc phi thuyền kim tự tháp trước mắt này mà trong lòng xúc động, chủ nhân của chiếc phi thuyền này chính là cường giả bất hủ tộc cơ giới đó. Đến đây thì cũng khép lại tập 145 Thôn Phệ Tinh Không. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.